Xin chào các bạn, mình là Du, lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán có tựa đề như sau. Xóa bỏ các cái phần tử trùng lắp khỏi một cái mảng được sắp xếp. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết đề bài. Đề bài cho chúng ta một cái mảng các con số nguyên đã được sắp xếp, gọi là num. Chúng ta có nhiệm vụ là phải xóa bỏ các cái phần tử trùng lắp ở trong chính cái mảng đó, tức là chúng ta thay đổi chính cái mảng đầu vào để mà mỗi phần tử ở trong cái mảng đó chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Và nhiệm vụ thứ hai là chúng ta phải trả về cái chiều dài mới của cái mảng đó. Chúng ta có một số cái lưu ý là chúng ta không được cấp phát thêm các cái bộ nhớ phụ, ví dụ như là một cái mảng các số nguyên khác, mà chúng ta cần phải thực hiện cái yêu cầu này bằng cách là chúng ta thay đổi cái mảng đầu vào của chúng ta. Chúng ta thực hiện thay đổi lên chính cái mảng đó. Với cái độ phức tạp của không gian lưu trữ cho cái bài toán này chỉ là một hằng số O1. Chúng ta sẽ đi vào chúng ta sẽ đi vào ví dụ 1 để hiểu rõ hơn yêu cầu của đề bài. Chúng ta sẽ được cho một cái mảng các con số nguyên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Thì cái mảng trong ví dụ 1 chúng ta gồm có 3 phần tử là 1, 1 và 2. Thì chúng ta thấy là chúng ta có 2 phần tử 1 là hai phần tử trùng lắp, thì chúng ta loại bỏ một phần tử một đi, thì cái mảng của chúng ta sẽ còn lại là 1 và 2, và cái kích thước mới của mảng cũng là 2. Thì người ta cũng nói với chúng ta là chúng ta có thể là chúng ta sẽ người ta chỉ kiểm tra đối với cái kích thước 2 này, thì người ta sẽ kiểm tra cái index 0 và index 1 thôi, còn những cái index ở phía sau á thì người ta không quan tâm, tại vì người ta biết là cái mảng này bây giờ có kích thước là 2 thôi. Từ cái index số 2 trở đi là những cái phần tử mà chúng ta không quan tâm. Nên các bạn có thể thấy là chúng ta chỉ cần di chuyển các cái phần tử 1 và 2 này về đầu mảng. Thì là chúng ta sẽ có được hai yêu cầu của đề bài thỏa. Một là cái mảng này được thay đổi. Cái mảng này được thay đổi bằng một cái mảng mới và có các cái kích thước có các cái phần tử chỉ xuất hiện đúng một lần trong cái kích thước mới mà chúng ta trả về. Rồi chúng ta qua ví dụ 2. Ở ví dụ 2 thì cái mảng ban đầu của chúng ta có nhiều phần tử hơn và chúng cũng đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Thì chúng ta thấy là có 00, 11, 1, 22, 33 và 4. Thì chúng ta thấy là hai phần tử 0 chúng ta phải bỏ 1, 3 phần tử 1 chúng ta phải bỏ 2, 2 phần tử 2 chúng ta bỏ 1, 3, 2 phần tử 3 chúng ta cũng bỏ 1. Vì cuối cùng thì cái mảng của chúng ta sau khi được điều chỉnh lại thì nó sẽ trở thành là cái mảng 0, 1, 2, 3 và 4. Như vậy là chúng ta có chiều dài mới là 5. Và 0, 1, 2, 3 và 4 sẽ được di chuyển về những cái index là số 0, số 1, số 2, số 3, số 4 của cái mảng. Còn những cái index phía sau thì chúng ta không cần quan tâm. Rồi. Thì người ta có thêm một số cái lưu ý làm rõ cho chúng ta là các yêu cầu đề bài có thể làm chúng ta bị rối khi mà yêu cầu chúng ta trả về một cái giá trị là một con số nguyên, nhưng mà cái câu trả lời của chúng ta lại là một cái mảng số nguyên. Thì lưu ý rằng cái mảng đầu vào thì sẽ được truyền vào theo thứ tự là theo kiểu tham chiếu. Có nghĩa là khi mà chúng ta thay đổi cái mảng đầu vào thì nó sẽ được kiểm tra bởi cái người gọi. Tức là khi mà chúng ta thay đổi bất cứ cái gì thì người gọi hàm này nó sẽ lấy ra và nó sẽ kiểm tra những cái index mà chúng ta nói là có cái chiều dài mới đó bao nhiêu, thì nó chỉ kiểm tra những index từ 0 tới cái chiều dài mới thôi. Rồi thì như vậy là chúng ta đã đi vào chi tiết đề bài cùng với hai ví dụ minh họa, thì mình nghĩ là các bạn cũng đã nắm được yêu cầu của đề bài ha. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần suy nghĩ thuật giải để giải quyết yêu cầu của bài toán này. Thì đối với bài toán này, cái thuật giải của chúng ta sẽ dựa trên cái ý tưởng là chúng ta sẽ di chuyển lần lượt các cái phần tử xuất hiện đầu tiên về đầu mảng. Chúng ta sẽ di chuyển lần lượt các ký tự xuất các cái chỉ số xuất hiện đầu tiên về đầu mảng. Thì mình sẽ thực hiện thử cái ví dụ 2 này bằng cái thuật giải ý tưởng đó. Thì đầu tiên mình sẽ ghi lại cái ví dụ 2 là 0, 0, 1, 0, 0,
1, 1, 3 số 1, 2 con số 2, 2 con số 3 và 1 con số 4. Chúng ta sẽ sử dụng hai con trỏ. Con trỏ Y chúng ta sẽ bắt đầu từ phần tử đầu tiên của mảng. Con trỏ Z chúng ta sẽ bắt đầu từ phần tử số thứ hai của mảng. Thì chúng ta sẽ thực hiện lập cho đến khi nào mà cái giá trị Z này chúng ta đi đến phần tử cuối cùng của mảng. Và ở mỗi lần lập thì chúng ta sẽ tăng Z đi một đơn vị. Rồi, thì ở mỗi lần lập Z thì chúng ta sẽ đi so sánh với vị trí tại phần tử thứ Y. Nếu như giá trị tại Z và Y khác nhau, nếu giá trị tại Y và Z khác nhau, thì chúng ta sẽ tăng Y lên một đơn vị. Và chúng ta sẽ lấy giá trị tại vị trí thứ Z, chúng ta gán vào vị trí thứ Y. Và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục qua cái vòng lập mới. Thì sau khi chúng ta kết thúc vòng lập, chúng ta thấy là y giá trị tại vị trí thứ y cộng 1 chính là cái kích thước của cái mảng của chúng ta, kích thước của cái mảng mới của chúng ta sau khi đã làm. Rồi thì bây giờ chúng ta thử chạy cái thuật giải này với cái ví dụ này ha. Đầu tiên là chúng ta thấy là tại vị trí thứ y và thứ z này chúng ta là đang giống nhau. Trong trường hợp giống nhau thì chúng ta không làm gì cả, chúng ta chỉ việc tăng tăng z thôi. Bây giờ chúng ta thấy là đây là một cái trường hợp mà giá trị tại vị trí thứ z và giá trị tại vị trí thứ y khác nhau. Trong trường hợp này chúng ta nói rồi, chúng ta sẽ tăng y lên một đơn vị, sau đó chúng ta lấy cái giá trị tại vị trí thứ z này chúng ta gán về cho vị trí thứ y, như vậy y là một, và sau đó chúng ta tăng tăng z. Sau đó chúng ta lại so sánh giá trị tại y và z lại bằng nhau, chúng ta chỉ việc tăng z, lại bằng nhau chúng ta chỉ việc tăng z. Bây giờ là khác nhau thì chúng ta tăng y lên một, sau đó chúng ta lấy giá trị tại vị trí thứ z chúng ta gán lại cho vị trí thứ y và chúng ta sẽ tăng z. Rồi thì z lúc này lại bằng nhau. Rồi chúng ta lại đi tiếp, z lúc này khác nhau thì chúng ta tăng tăng y, chúng ta gán z vào vào y và sau đó chúng ta tăng z. Thì ra là tăng z lúc này chúng ta thấy là 3 và 3 cũng giống nhau, chúng ta tăng tiếp hay là 4, 4 với 3 khác nhau thì chúng ta sẽ tăng tăng y, lấy z gán vào vào y. Và chúng ta thấy là như vậy là z của chúng ta đã di chuyển đến phần tử cuối cùng của cái thuật giải này, nên chúng ta sẽ kết thúc cái vòng lập ở đây. Thì chúng ta thấy là ở trong cái sau khi chúng ta thực hiện xong thì y đang nằm ở vị trí là 0 1 2 3 0 1 2 3 và 4. Thì suy ra là kích thước của cái mảng này là kích thước của cái mảng này phải là 5. Đúng không? Nên chúng ta sẽ lấy y cộng 1 chính là cái kích thước trả về cho cái chiều dài của cái mảng mới. Rồi. Thì mình hy vọng các bạn cũng đã nắm được cái thuật giải cho cái bài toán này ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt nó bằng ngôn ngữ lập trình Golang. Thì như đáp án chúng ta sẽ cho khai báo một cái con trỏ y bằng 0. Z thì chúng ta cho bằng bằng 1. Chúng ta sẽ cho Z chạy cho đến khi nào còn nhỏ hơn chiều dài của cái mảng num. Và nếu như num tại vị trí thứ y mà khác num tại vị trí thứ z thì chúng ta sẽ thực hiện là lấy y cộng lên một đơn vị. Sau đó chúng ta lấy num tại vị trí thứ y, chúng ta gán cho num tại vị trí thứ thứ z. Và z thì lúc nào cũng phải tăng lên một đơn vị. Sau khi kết thúc cái vòng lập thì chúng ta sẽ lấy y cộng 1 chính là cái chiều dài mới của cái mảng mà chúng ta phải trả về. Rồi chúng ta thử giải nó với ví dụ 1 ha. Rồi, như vậy chúng ta đã giải thành công cái ví dụ 1. Ví dụ 2 thì chúng ta đã giải đây rồi. Bây giờ chúng ta thử submit để giải các cái ví dụ khác. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải thành công tất cả các ví dụ khác của đề bài. Phân tích một chút về cái độ phức tạp của cái bài toán này. Chúng ta thấy là chúng ta gọi n là số phần tử của cái mảng ban đầu. Thì chúng ta sẽ có một cái vòng lập ở đây là vòng lập n lần. Nên cái độ phức tạp của cái không của cái độ của cái thuật giải sẽ là ON. Còn về độ phức tạp của không gian lưu trữ, chúng ta thấy là chúng ta không sử dụng thêm bất cứ một cái cấu trúc dữ liệu nào có kích thước tăng dần theo n hoặc là thay đổi theo n, nên chúng ta sẽ có cái độ phức tạp của không gian lưu trữ của bài toán này chỉ là một hằng số O1. Rồi, như vậy mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc, đóng góp ý kiến hay là có cách giải hay hơn thì vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.